Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều, bài 3 phần tiếp theo. Rồi, trong video hôm nay chúng ta sang ví dụ 9. Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu. Các em nhớ lại hai hàng đẳng thức mà chúng ta học ở video trước. Lập phương của một tổng này. Lập phương của một hiệu này. Trước hết là các em xét cái biểu thức ở câu A này. Xem là nó giống dạng lập phương của một tổng hay là lập phương của một hiệu. À, lập phương của một tổng thì chỉ toàn là dấu cộng, đúng không? Lập phương của một hiệu thì chúng ta có trừ này, cộng này, trừ. Vậy chắc chắn đây là lập phương của một tổng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích và chỉ ra A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, các em thay vào đây là xong. So sánh ta thấy A mũ 3, ở đây là x mũ 3. Vậy suy ra A bằng x. A bằng x. A mũ 3, x mũ 3, cộng 3 A bình phương B, cộng với 3 này. A bình phương là x bình phương này. Rồi nhân với B. Ta chưa biết B bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta đi tìm. Chỗ này là 6x bình phương. Ở đây có x bình phương rồi. Các em nhẩm 3 nhân mấy bằng 6? 3 nhân mấy? À, 3 nhân 2. Vậy các em phải nhân thêm 2 nữa. Từ đây chúng ta suy ra B bằng mấy? 3 này. A bình phương B. 3 A bình phương tức là x bình phương nhân với B, ở đây nhân với 2, chứng tỏ B bằng 2. Suy ra B bằng 2 cộng với 3 AB bình phương cộng với 3 này. A là x này, B bình phương tức là 2 bình phương này, cộng với B lập phương tức là cộng với 2 lập phương này. Rồi, đây chỉ là suy đoán và phân tích của chúng ta thôi. Bây giờ muốn biết cái suy đoán này có đúng hay không thì các em phải kiểm tra lại xem là vế bên phải này nó có đúng bằng vế bên trái hay không. X mũ 3, x mũ 3, 3 nhân 2 bằng 6, 6x bình phương, đúng rồi. 2 bình phương bằng 4, 4 nhân 3 bằng 12, 12x, đúng rồi. 2 mũ 3 bằng 8, đúng rồi. Vậy bây giờ các em hoàn toàn có thể viết cái biểu thức này thành A cộng B tất cả lập phương. A cộng B tức là x cộng 2, x cộng 2 tất cả lập phương. Được chưa? Đây chính là lập phương của một tổng. X cộng 2 là một tổng. X cộng 2 tất cả lập phương. Chúng ta gọi là lập phương của một tổng. Tương tự các em làm câu B. Câu B. Ở đây là dấu trừ này. Dấu cộng, dấu trừ. Trừ cộng trừ. Mũ 3, mũ 3. Vậy nó chính là lập phương của một hiệu. Rồi, đó mới là suy đoán thôi. Bây giờ chúng ta phân tích xem cái điều suy đoán đó có đúng hay không. Chúng ta so sánh này. A mũ 3, x mũ 3. Vậy suy ra A bằng x. Được chưa? Suy ra A bằng x. A mũ 3, ở đây là x mũ 3. Vậy suy ra A bằng x. Vậy ta viết bằng A mũ 3. Tức là x mũ 3 này. Trừ đi 3 A bình phương B. Trừ đi 3 này. A bình phương tức là x bình phương này. Nhân với B. Rồi B bằng bao nhiêu? Chỗ này có x bình phương. Ở đây có x bình phương. Ở đây có 6. Chỗ này có 3. 3 nhân mấy bằng 6? À, vậy 3 phải nhân thêm 2 nữa mới bằng 6. Ở đây có y. Các em phải thêm y vào. Tức là chỗ này các em phải thêm 2 nhân y nữa. Từ đó chúng ta suy ra B bằng 2y. Suy ra B bằng 2y. Được chưa? Cộng với 3
AB bình phương cộng với 3 này. A là x này. B bình phương thì lúc này là 2y tất cả bình phương này. 2y tất cả bình phương này trừ đi b lập phương, tức là trừ đi 2y tất cả lập phương. Rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem hai vế này nó có bằng nhau hay không. X mũ 3 âm 3 nhân 2 bằng 6, 6x bình phương y, đúng rồi. 2 bình phương bằng 4, 4 nhân 3 bằng 12. 12x y bình phương, 12x y bình phương đúng rồi. Trừ 2y mũ 3, 2 mũ 3 bằng 8. Y mũ 3 chính là y lập phương, đúng rồi. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể viết cái biểu thức này thành a trừ b tất cả lập phương. A trừ b là x trừ 2y. X trừ 2y tất cả lập phương. Đây là lập phương của một hiệu. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 9. Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của một hiệu. Rồi lập phương của một hiệu thì các em sẽ viết hàng đẳng thức lập phương của một hiệu ra giấy nháp. Chúng ta so sánh này. Chỗ này là a lập phương. Còn chỗ này là 8x mũ 3. Vậy đầu tiên là các em phải đưa 8x mũ 3 nó về dạng a lập phương. Ta biết là 8 bằng 2 mũ 3. Vậy 8x mũ 3 thì các em viết thành 2x tất cả mũ 3. Bây giờ ta có a mũ 3. Ở đây là 2x tất cả mũ 3. Vậy suy ra a bằng bao nhiêu? À, suy ra a bằng 2x. A bằng 2x trừ đi 3a bình phương b trừ đi 3 này. A bình phương là 2x tất cả bình phương này. Bây giờ b bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? Ta nhẩm này. 2 bình phương bằng 4. 4 nhân 3 bằng 12. 4 nhân 3 bằng 12. Mà chỗ này là 36. Chỗ này là 36. 12 nhân mấy bằng 36? À 12 nhân 3. Nhân 3 bằng 36. Vậy chúng ta phải nhân thêm 3 nữa. Chỗ này có y. Vậy ở đây các em phải thêm y vào. Có nghĩa là 3 nhân 2x tất cả bình phương. Chúng ta phải nhân thêm 3y nữa. Thì nó mới bằng 36x bình phương y. Vậy ta suy ra b bằng 3y. Ta suy ra b bằng 3y. Rồi. Cộng với 3ab bình phương cộng với 3 này. A là 2x này. B bình phương tức là 3y tất cả bình phương này. Rồi trừ đi b lập phương tức là trừ đi 3y tất cả lập phương này. Được chưa? Rồi bây giờ các em kiểm tra lại xem là hai vế này nó có bằng nhau hay không. 2x mũ 3 bằng 8x mũ 3 đúng rồi. 2 bình phương bằng 4, 4 nhân 3 bằng 12, 12 nhân với 3 bằng 36, 36x bình phương y là đúng rồi. 3 bình phương bằng 9, 9 nhân 2 bằng 18, 18 nhân với 3 bằng 54, 54x y bình phương là đúng rồi. 3y lập phương thì bằng 27, y mũ 3 là đúng rồi. Rồi như vậy bây giờ các em hoàn toàn có thể viết cái biểu thức này thành a trừ b tất cả lập phương. A trừ B bây giờ là 2x trừ 3y. 2x trừ 3y tất cả lập phương. Được chưa? Tiếp theo là các em sang ví dụ 10. Tính nhanh. Rồi các em nhận xét xem là cái biểu thức này nó giống hàng đẳng thức nào. À A lập phương này đúng không? Cộng với 3A bình phương B. B chắc là 1 rồi. Vậy nó giống cái hàng đẳng thức lập phương của một tổng. Ta có A lập phương, 99 lập phương. Vậy suy ra A bằng 99. A lập phương này, 99 lập phương này. Cộng với 3A bình phương B. Cộng với 3 này. A bình phương tức là 99 bình phương này. Chỗ này là 3 nhân với 99 bình phương. Ở đây cũng là 3 nhân 99 bình phương. Vậy suy ra B bằng mấy?
B phải bằng 1. Được chưa? 3A bình phương B. 3A bình phương B. Vậy suy ra B phải bằng 1. Cộng với 3AB bình phương. Cộng với 3 này. A là 99 này. B bình phương tức là 1 bình phương này. Cộng với B lập phương này. Cộng với 1 lập phương. Được chưa? Có đúng là 1 lập phương bằng 1 không? 1 bình phương bằng 1. 1 nhân 3 bằng bằng 3. 3 nhân 99. Ở đây là 3 nhân 99 là đúng rồi. Rồi bây giờ các em sẽ viết cái biểu thức này thành A cộng B tất cả lập phương. Lúc này sẽ là 99 cộng 1 tất cả lập phương. Được chưa? 99 cộng 1 bằng 100. 100 lập phương bằng 100 nhân 100 nhân 100 tức là bằng 1 triệu. Rồi tương tự các em sang phần luyện tập và vận dụng 10, các em tính nhanh cái biểu thức này. Ta có nhận xét là biểu thức này nó giống dạng trừ cộng trừ. Như vậy là nó giống dạng lập phương của một hiệu. Chỗ này là A lập phương này. Chỗ này là 101 lập phương này. Vậy suy ra A bằng 101. Rồi, A lập phương 101 lập phương. Trừ đi 3. A bình phương tức là 101 bình phương nhân với B. B bằng bao nhiêu? 3 nhân 101 bình phương. Ở đây cũng là 3 nhân 101 bình phương. Vậy suy ra B chỉ có thể là 1 thôi. Được chưa? Suy ra B chỉ có thể là 1 thôi. Cộng với 3AB bình phương. Cộng với 3 này. A là 101 này. Nhân B bình phương tức là nhân với 1 bình phương này. Trừ đi B lập phương tức là trừ đi 1 lập phương này. Có đúng là 1 lập phương bằng 1 không? 1 bình phương bằng 1. 1 nhân với 3 nhân 101 thì bằng 3 nhân 101 là đúng rồi. Rồi bây giờ các em sẽ viết cái biểu thức này thành A trừ B tất cả lập phương. Thì ta có A trừ B bây giờ là 101 trừ 1 tất cả lập phương. 101 trừ 1 bằng 100. 100 lập phương bằng 1 triệu. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.